currently an intern in Dell Singapore in User Experience Design Group. Hi, I'm Hitesh and I'm an MBA student at NUS. I'm currently interning in the Dell Product Marketing Division. So my name is Aaron Hale. Previously I worked as an intelligence officer in the US Army, and this summer I've been doing my internship at Dell here in Singapore. Hi, my name is Lalita Ramkumar. I'm with the NUS MBA program and interning here at Dell. Hello guys, my name is Javi. I've been doing internship in Dell for the past 3 months as an intern in Dell Global Supply Chain Operations. They really try to expose me to all aspects of the job and I actually make a difference in the team. I had great mentors to guide me and I was able to interact with teams across APJ in countries like India, China, ANZ and Japan. I think the easiest thing for any mentor is to be a critic, but the thing I appreciate about my mentors here is they could hone in specifically on what I need to fix and not what's easy to criticize. The people here are incredible, they are very generous with information, helpful, and they give you the flexibility and allow you to have more sense of ownership for your own project. Interning in Dell not only give me an eye-opener to Dell's well-known supply chain management, but also allow me to tackle real-world problems with my own IT expertise. In addition, the flexible working hours in Dell empowers me to work more efficiently and pursue my hobbies at the same time. Welcome to join our internship program. I'm sure you won't regret it. I think if you're trying to pursue in your career a company where you can work on a global level and really develop yourself and have great mentors that are going to bring you along in that, I highly recommend Dell for a summer internship. I would like to thank Dell and the entire team here for an awesome experience, and I strongly recommend all of you to join us. Thank you. Join the Dell internship today, and I'm sure you will also have a rewarding experience like me here. Như thông tin đã đưa từ đầu chương trình, kết quả khảo sát về báo cáo học tập cho tương lai của ngân hàng HSBC vừa công bố gần đây cho biết, người Việt chi tới 1,8 tỷ đô la Mỹ cho con du học. Và theo bản báo cáo học tập cho tương lai của HSBC tiết lộ thì nhiều bậc cha mẹ đặt kỳ vọng cao về mặt giáo dục cho con cái. Hơn 50% phụ huynh cho rằng tốt nghiệp đại học là chuẩn tối thiểu cần phải có để con cái họ có thể đạt được những mục tiêu quan trọng trong cuộc đời. Cuộc khảo sát hơn 5.550 phụ huynh tại 16 quốc gia cho thấy 77% bậc phụ huynh sẽ cân nhắc cho con cái học đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài nhằm để trang bị cho con một khởi đầu suôn sẻ trên thị trường việc làm. Tại Việt Nam, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng 125.000 sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài vào năm 2013. Con số này đã tăng 15% so với năm 2012 và là con số tăng nhảy vọt kể từ giai đoạn 2008-2009. Sinh viên Việt Nam được cho rằng xem việc học cao hơn ở các trường ở Mỹ là tốt nhất trên thế giới và xứng đáng với khoản đầu tư lớn. Vào năm 2013 thì có khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ đã được chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến việc du học ở nước ngoài, chiếm khoảng 1% GDP của cả nước. Vâng, có thể thấy việc du học quả là một việc đầu tư rất lớn lao của cả các bậc phụ huynh và các em học sinh. Vì thế chúng ta không thể trông vào may rủi hoặc là thiếu thận trọng trong quá trình chuẩn bị. Nhiều du học sinh Việt Nam đã làm rạng danh gia đình và đất nước, nhưng cũng có những trường hợp du học thất bại gây tốn kém và khó khăn cho gia đình và cho các em. Điều này cho thấy bước tư vấn chuẩn bị trước khi đi du học là hết sức quan trọng. Nói đến việc du học tự túc thì chúng ta có thể liên tưởng ngay đến chi phí lớn lao cho việc ăn học, các khó khăn để xin visa vào một số quốc gia phát triển quen thuộc, rồi kế tiếp mới đến vấn đề ngoại ngữ và khả năng thích ứng của học sinh. Phụ huynh thì cần thận trọng lựa chọn những đơn vị có uy tín để tư vấn cho con em mình. Trong những năm vừa qua, bằng sự tận tâm của mình, đội ngũ nhân viên của công ty Vision Global đã góp phần mang lại những bước đệm vững chắc cho các em học sinh trong quá trình chinh phục tri thức tại các quốc gia phát triển. Tất cả những bước như tư vấn chọn trường, ngành học, chi phí, cung cấp tài liệu du học, hỗ trợ chứng minh tài chính, làm hộ chiếu, dịch thuật, luyện phỏng vấn, v.v. đều được những chuyên viên hỗ trợ nhiệt tình nhằm mục đích cao nhất là giúp học viên đạt được visa du học. Trước hết thì phụ huynh học sinh và các em học sinh cần có cái sự chuẩn bị trước về cái sự tìm hiểu của mình về đất nước mà họ muốn đến. Thì khi đến với Vision Global thì Vision Global sẽ cung cấp các cái thông tin về trước tiên là về thủ tục nhập học, về các cái ngôi trường mà các em muốn đến. Cái thứ hai nữa là
phía Vision Global sẽ cung cấp cho các em các thông tin về điều kiện nhập học của cái ngôi trường đó và các cái quan cảnh xung quanh, ví dụ như là nhà ở như thế nào, phương tiện giao thông như ra sao và cái nơi họ đến sẽ như thế nào. Thì khi đến với Vision Global thì các em học sinh và phụ huynh hoàn toàn yên tâm về cái dịch vụ hỗ trợ của bên công ty. Vision Global sẽ hỗ trợ các em từ khi các em tìm hiểu về ngôi trường và đất nước, cũng như là trong thời gian học tập nếu như mà có cái khó khăn gì thì Vision Global đã sẵn sàng hỗ trợ các em trong cái quá trình đó. Tôi đang muốn du học Mỹ và khi tới trung tâm thì nhận được sự trả lời rất là nhiệt tình từ các chị tư vấn viên. Và tôi hỏi rất là nhiều và các chị rất là kiên nhẫn để trả lời từng câu hỏi cho tôi một cách rất là kỹ càng, cũng như là các chị đã cho tôi thêm những cái gợi ý mà giúp tôi có thể đưa ra lựa chọn được tốt nhất cho mình. Tôi quyết định là sẽ làm visa và sẽ học thêm tiếng Anh tại Vision Global để chuẩn bị cho mình trong cái quy trình đi du học của mình. Khi tôi đến với lớp học Vision Global, tôi cảm thấy rất là hứng thú vì giáo viên ở đây dạy rất là tốt và nhiệt tình. Các bạn thì luôn luôn hòa đồng, luôn giúp đỡ nhau. Khi mà gặp bài khó thì tôi có thể hỏi các bạn hoặc là thầy giáo. Thì tôi rất là hài lòng của công ty Vision Global. Đã tạo đủ mọi điều kiện. Tất nhiên là ngay từ phút ở Việt Nam, thắc mắc giấy tờ học bạ hay cái gì hết đều lo giúp đỡ chúng tôi. Thậm chí cả đến lúc ngày giờ lãnh đi xa thì công ty giúp đỡ chúng tôi tất cả. Cho đến lúc ngày trời con chúng tôi lên được thì cũng hỗ trợ, thiếu một cái gì hỗ trợ từ đây ra đến phi trường hay là từ Việt Nam mà đi qua Mỹ, đó, qua ghé trạm nào như thế nào thì công ty rất là nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Vision Global vì làm thủ tục rất nhanh và gọn, không phức tạp. Ngoài ra thì Vision Global cũng hỗ trợ cho du học sinh khi các em đến nước sở tại học tập, sắp xếp chỗ ở, đưa đón sân bay cho các em. Khi phụ huynh cần thăm con em, công ty cũng sẽ hỗ trợ hoàn tất cả thủ tục giấy tờ một cách nhanh chóng nhất. Vision Global có kết hợp với một số trường và một số tổ chức giáo dục quốc tế để mà trao tặng những phần quà, những phần học bổng cho những em học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn để góp phần thêm, tạo thêm động lực cho các em vươn ra môi trường quốc tế và xây dựng cho mình những cái kiến thức vững mạnh để mà về phụ giúp lại xã hội. Với sự chu đáo, tận tâm và bề dày kinh nghiệm được các tổ chức giáo dục quốc tế công nhận, quý vị khán giả có thể yên tâm khi tham khảo những thông tin du học từ phía Vision Global để bắt đầu con đường ra thế giới của con em mình một cách thuận lợi nhất.